Chào mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tư Tài Vlog nha. Chào cả nhà. Thì đầu năm thầy chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an cho cuộc sống. Hôm nay thì mùng 3 Tết rồi cả nhà. Sáng thì Tèo thức sớm để làm một con gà. Thì gia đình Tèo năm nào cũng vậy đó cả nhà. Ngày mùng 3 là phải mần con gà cúng. Cúng mùng 3. Mẹ cúng con gà nè. Yeah. Thì mẹ cúng ra ngoài cúng biết cúng vậy mẹ cúng mẹ hết. Bình thường mỗi năm thì mẹ hay cúng sáng sớm nha, sáng sớm trước khi mặt trời mọc lên á. Giờ thì gà chín này mình sẽ rớt ra. Ở phía này thì mẹ Tèo sắp bánh tét để chuẩn bị để mà cúng luôn. Chào cả nhà nha. Bữa nay em mùng 3 Tết thì cả nhà cúng bánh nước bàn thờ trang bàn tiên đồ. Cắt bánh ra cúng. Bữa hổm này gói những chuối không có miễn miệng tay nữa cho hai nồi đậu để bữa nay cúng. Cái mần con gà cắm cò luôn cả nhà. Có chủ luôn nè cả nhà, đủ mồi ha. Nhìn nó mập nó da vàng. Giờ chuẩn bị đem gà cúng. Chỗ đó bằng á. Đất cái này. Cái xăng nó bị hủng lầu để ghế nó không bằng dây đầu ra ngoài về phía ngoài lộ á. Sau khi cúng xong thì vô cũng chuẩn bị làm vài món tặng ăn ăn cơm. Nhà có chị hai phụ. Nay nhà Tèo cũng có khách. Đây cái con gà này là con gà cầu cả nhà. Gà này là chắc có hẳn trên 2 năm tuổi rồi. Mỗi năm thì mẹ cúng thì luộc xong rồi nấu cháo này cả nhà. Còn năm nay mình thấy nó hơi hơi già tuổi á, nó cứng á. Thôi mình sẽ làm chế biến làm món khác. Thì gà này thì mình sẽ làm hầm sả ha. Hầm sả cho nó thiệt là mềm á. Hôm nay có khách nhưng mà khách người hơi cao tuổi cho nên mình phải làm mềm mới ăn được. Gà nó già quá cả nhà, cũng gỏi ăn không nổi. Giờ mình sang qua hầm sả đi. Nhà của vú thì mỗi năm á thì mùng 3 thì mấy bác xui rồi mấy xui hay ghé chơi với ba với đờn ca rồi ha. Mỗi năm là giờ này là nghe tiếng đờn của ba, tiếng đờn mùi lắm cả nhà. Sáng sớm mà nghe rồi kinh, kinh, năm nay ba vợt ha. Năm nay ổng không còn mà ổng mất rồi thành ra mấy ông xui lại cũng trễ chứ không thôi giờ này là tụ họp hết rồi. Thì sáng mình có mua thêm đậu phộng nè để mình hầm xả nha, còn hai trái bắp ăn mình để vô hầm sả luôn với củ cải trắng, còn khoai môn với thịt mình sắc nè, thì mình sẽ làm thêm một món chả giò với mua thêm một tép nữa nè, ăn mình bầm chung là mình làm chả giò cả nhà. Thì hầm sả thì có rau nhúng ha, thì mình có mua thêm rau má nè, rau đắng nè, mồng tơi này thì mớp ăn mình nhúng ha, chút xíu nữa đi hái thêm một ít đậu gồng nữa ha. Đậu gồng vô để còn món thịt kho của mẹ nữa. Thì Tết thì nhà nào cũng có cái nồi thịt kho để sẵn cả nhà. Cũng còn thịt kho trứng nha. Mình hái đậu gồng vô cái mình nhúng hoặc là mình chấm thịt kho ăn cũng ngon nữa. Giờ hai cha con gà bẻ ít chai đậu gồng rồi vô.
quá trời luôn cả nhà. Con nhớ hồi bữa cho má đẻ nè, sao vậy? Ừ vậy đó, nó mau lắm. Dài cây này đúng quá trời luôn nè. Nè nè, dưới gốc nè, nhóc ở chân nè. Rồi dài lần này rồi nè, thôi. Ừ. Nè con bẻ mấy trái này luôn đi để nó ăn kịp nó già. Cái này đó nè. Hồi này một đùm nè. Quá trời luôn đó nha. Nè. Thấy ham. Cái đọt này tao nhớ bữa nào mà vợ tao quay mà nói nó có bông mà nó không có lá đó. Là bữa nay nó vậy rồi đó. Mau không? Gió không gầy gió cái nó cà vô nhánh tre. Vô nhánh tre nó bị nè. Xanh đôi luôn nè cha. Xanh đôi luôn. Quá trời luôn rồi. Đóng đóng như này luôn rồi nè. Trên này là xuống trái dữ lắm nè cả nhà. Đóng đóng như này luôn nè. Rồi nhiêu đủ không coi. Trên này sắp trái. Nó còn cũng còn nhiều cả nhà, nhưng mà bé đủ ăn nè. Rồi chừng nào có ăn ra bé tiếp. À, để đi con, trái này còn nhỏ rồi nè. Ở đây mình bắt cái chảo dầu lên ha. Đây là tỏi nè, với xả, với vài phút ớt nè. Mình xây lên cho nó thơm, để dài vô xào. Cái phần già này cũng đã chặt được vừa ăn rồi nè. Mình để vô xào đi. Cho gia vị vô ha, đường nè, hạt nêm, bột ngọt, muối. Cái này là mẹ tèo thay môn, mình đi làm cho giò. Cái môn thì mình sắc lát ra vậy thì mình chặn nhỏ lại thôi nha. Cái có nắng mình đem ra mình thoa vô cái phồng thai nó ráo nha. Rồi mình đem vô mình ớt, để không thôi phồng thai nó tư quá. Mình ớt gia vị vô cái nó hơi ra nước, nó hơi mềm, nhão á. Mình phơi cho nó ráo, mình ớt là nó ráo quẩn, nó không có bị ra nước. Ở đây thì cái nồi nước hồi sáng mình luộc gà đó, mình cũng chừa lại ha. Giờ mình bắt lên cho nó sôi lại nè. Gà này mình xào rồi nè. Mình sẽ để vô đây, ăn mình nấu rồi cho nó mềm. Để bắp chưa, bắp mình chặt cục vừa ăn cả nhà, để cho mình nấu ra nó thơm mà nó ngọt đó. Đây là đậu phộng nè, đậu phộng này đậu phộng sống ha, mình cũng đã nấu cho nó mềm rồi. Rồi mình để vô nấu chung gà luôn, nó sẽ mềm, nó bùi ngon lắm cả nhà. Cho thêm cái dừa rồi như đèo dạ mặt riêng luôn cả nhà. Ba trái thôi anh ơi. Ừ. Tại nước hồi sáng luộc gà có nước hơi nhiều. Giờ mình ướp chả giò ha. Đây cũng có được thịt bằm dưới tép, mình cũng bằm nhuyễn ra. Đây là hành lá. Không có để đậu xanh nữa chưa anh? Có rồi. Có rồi. Là gia vị. Tiêu. Ướp cho nó đều hết rồi mình để khoai môn vô. Giờ mình nhồi nữa, thịt dưới tép nó cũng hòa chung đều ha. Để khoai môn vô. Đây cũng có ít đậu xanh hột mình nấu.
Ở đây thì thịt gà cũng mềm mà, tưởng đâu nó dai cả nhà, nhưng mà nó cũng vừa ăn nó không dai không đâu ha. Mình sẽ để này là củ cải trắng, mình để vô củ cải trắng thì để sau cùng ha, để vô cho nó mềm củ cải trắng thì mình mốt ra ăn được rồi. Mình sẽ nhúng rau. Cái này thì mẹ với bà Chín, chị Hai với chả giò, bà Chín cũng mới ra. Bà Chín thì mẹ của chị Hai nha. Thấy giống không cả nhà? Con giống. Cả nhà thấy bà Xui với con dâu giống không? Giống dâu, giống mình nha. Bạn gái của bà Xui á. Cả nhà trả lời là quá thân quen với bác Chính luôn. Chị Hai cũng thường về nhà quay bác Chính. Cái này mình gói xong lát nữa chiên. Cha vợ với mẹ vợ Tèo thì cũng mới lại cả nha. Mới vừa lại tới luôn, cha mẹ vợ. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Này là nơi diễn tôi đón nhà người bà. Mỗi năm vui lắm cả nhà. Họ còn sống đợi ca đại tử rồi cũng vui. Đất đỡ vừa cũng hơi buồn buồn. Thế này là đàn tổng tổng rồi đó cha. Mắt ẩm là như hơi cái khiến gì á. Rồi từ từ cũng quen. Bữa nay là cũng mất ẩm đã chịu, vừa chín ẩm cũng buồn, cũng đi luôn. Rồi ông Tư ảnh cũng hôm qua luôn. Nói qua không có ông Tư buồn. Nhìn chiên chả giò ha. Chả giò này thì gói đủ ăn rồi đó nha. Còn lại thì mình để tủ lạnh nha, khi nào có khách á mình mới gói mình chiên luôn. Tết thì có khách lai ga vậy đó. Để cho nó ráo dầu cho nó nguội cho mình bắt cái dĩa ăn liền luôn. Ở đây thì múc gà hầm xả, gà đang chuẩn bị dọn ăn cả nhà. Ăn thịt nhiều quá trời ha. Thịt chất lượng luôn á. Thịt nè. Mình cho thêm một ít tỏi phi ha. Đây là ngò gí nè, mình cho ngò gí lên. Rồi bây giờ thì cái bữa ăn của đại gia đình Tèo thì cũng đã chuẩn bị xong. Là mời cả nhà. Chào cả nhà luôn nha. Ăn cùng gia đình nha. Úc Liễu với Úc Tính, Úc Dí là cũng ở lại. Chào cả nhà luôn. Nhà ba cũng có làm cơm cũng giờ chị trong nhà có bác Xui rồi lại đó, thì sớm giờ cũng liệu cũng ở nhà trẻ em tại hôm nay mùng ba nè, nhà cũng làm được tính gì kia trong nhà, tới giờ mới xuống được.
Rồi cả nhà đừng có tiệc với gia đình của anh Tư Tèo nha. Em bữa nay em uống bia. Út Tấn anh hai với đây là em Hương là em dâu của mợ hai. Mẹ ở nhà với gia đình luôn nha. Gia đình mẹ. Lâu lâu em nói Sài Gòn dễ cả nhà. Thì ra đây chơi thì uống với em nó chút đỉnh. Cái này cái lẩu gì vậy anh? Cái này gà hầm xả, anh mặn gà trống cộ luôn. Trời, mấy ngày này mà gà hầm xả là ăn là đúng bài nè, sức mà thôi. Hoa cháy luôn. Đúng bài mấy ông nhậu á. Ê, đó, giờ mày đi, giờ mày. Mẹ bà cô chú. Ở phía này thì bác tôi với cha mẹ, đây thì mâm nữa. Mời cái nhà qua con với gia đình Tư Tèo bữa cơm chung với đại gia đình của Việt Nga với mấy anh chị em luôn nha. Cái gì? Muối tiêu à? Hình như là muối gan hay vậy? Muối gan, tiêu làm sao? À vậy đó hả? Bé Út hay quá, gì cũng biết. Nhà ăn cơm với đại gia đình Tư Tèo luôn nha. Cái con gà hầm xả là con gà trống cộ á, mình hầm nó mới ngon. Hầm xả hay là hoặc mình xào lăn rồi đó, con gà bự. Bự nữa, nó teo. Sao Quyên phải ra chơi rồi con? Cái đây ăn hả? Kêu không ăn. Dạ, cái ít nhất đây. Rồi, hai ba vô cái cây. Hai ba. Vô. Bé Út vô nữa hả? Trẻ la lên kìa. Trẻ động nhúng nhí kìa. Nó cái chấm mình vô. Lúc mừng năm mới ra. Dạ. Mới vô qua. Còn hai. À thì thôi. Dạ. Chúc mừng năm mới. Mời cả nhà uống nước luôn. Này nước nhà đam cả nhà. Nó đâu uống mát. Mà đi vắng hai chồng của chị Hương. Hai chồng chị Hương đi về bên cồn rồi cả nhà. Bữa nay vắng mặt. Út Cường thì bữa nay đi đâu, cô liệu đó đi đâu? Nãy nói hình như đi đút nhang chút xíu lại. Có má lúc liệu không? Má nhiều má. Ủa, hình như là để này bên này cho má. Hai cho vô lấy rồi. Cái gà hầm xả này mình nhúng mồng tơi với rau má ngon. Đang được. Ừ. Không? Gà nuôi, nó ngon vậy đó. Gà của anh nuôi nó cưng. ăn cảm nhận được với gà của Tư Tèo với gà của Hai Chiến coi. Không mà ở gần nhau chắc cũng ăn giống với giống nhau. Đúng không? Không nói vậy chứ ở gần gần chứ cái cách nuôi mình khác nha. Anh nuôi anh cho ăn lúa rồi cho uống sữa nữa. Có dăm mùng cho ngủ không? Hả? Ăn đêm cho ngủ chung với bò không à. Cũng có mùng á. Nghe nói uống sữa cái bé trẻ nhìn vậy. Nó con còn không được uống nữa. Vì là chắc tao uống chung rồi đó. Gà này bữa nay hầm mềm tới luôn rồi. Giấy. Út Tấn mới tặng cho Tèo ăn ly này cả nhà. Nó đi vòng vòng nãy giờ chắc khát nước rồi. Cái gì? Vô hả? Trời ơi, gái này cũng rồi giờ mời mời cả nhà mình vô cái. Vô. Mời cho ăn ly chơi. Cha vợ thì uống nước ngọt. Vô, mời cả nhà luôn.
Cha cũng uống bia được chút chút, nhưng mà ba cha chuẩn bị đi bắt xuôi nữa, cho nên xe. Bia rượu thì không có nếm môi được. Bây giờ nếm môi là ở Việt Nam nguy hiểm cả nhà. Giờ tao mở nhà uống cà ly bia nha. Giờ uống ô một ly này là bị đo nồng độ là mệt đó nha. Bà con mình cũng hạn chế uống bia nhiều, mình ở nhà thì mình uống, chứ còn mình đi đâu mình đâu có dám. Nhà rau thì chị ở chứ mình mầm một năm có khi mình chưa có tiền ăn tết, nhưng mà tự nhiên uống một hai ly bia bị phạt mấy chị phạt ra. Bà con mình không dám uống, chứ là uống thôi là đủ tại chỗ là năm năm hai cũng vậy. Giữ xe nữa. Giữ xe mình đâu có làm gì đâu mà có tiền. Đá phạt rồi nó giữ xe là sao? Dạ. Giữ xe rồi mới xe đi luôn. Cha ăn nhiều cha. Dạ. Cơm nhóc nha. Bánh chín, ăn nhiều bánh chín. Hả? Rau nhà rau mình ăn được. Dạ. Không có nước gì đâu. Có nước rồi còn. Rau muống đốt bình là có bông. Có bông. Có bông đó hả? Má mà bông kẹo nó đụng đụng. Có cắm á. Đốt ở trên đằng này đó. Đốt đằng ta. Dạ cá này bằng ngày. Bằng ngày có như thế là cái bông. Rau má nhúng nó ngon. Rau má nhúng là nhúng lẩu mình dở mình ăn nó hơi đắng nha. Vô vô là ngon. Đốt gì đó món này con sắt cũng mỏng nè, để vô chút xíu mình gắp cái ăn. Rồi video của Tèo thì cũng đã dài, thì Tèo cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay nha. Thì đầu năm thì cho gửi lời chúc tới cả nhà một lời chúc sức khỏe, làm ăn phát tài và sự bình an nha. Bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo. Chào cả nhà.